Dạ em xin mến chào cô chú anh chị em. Ngày hôm nay là ngày 22 tháng 6, em có lên được 3 phô mai quái độc để phục vụ cho tất cả mọi người. Kính chúc mọi người có một buổi tối xem clip thật vui vẻ nha. Ngày hôm nay thì cây này là cây số 1 của ngày hôm nay, một cây mai dạng như thác đổ, không phải thác đổ mà dáng huyền nha mọi người. Một cây mai dáng huyền đó, có những cái đoạn co thắt và có một cái cành mình có thể nuôi đổ được nha mọi người. Đế của nó là đế sổ. Cái lô mai này em bao bông cho mọi người nha, bao là mọi người bông đẹp, quay mặt bên này cho mọi người xem. Tại vàng đế này họ đang nuôi nha mọi người, những cái cọng rễ này nè, nó rất là nhiều rễ. Tại vì sao không? Cọng rễ nó nhỏ, bây giờ mình nhìn thấy nó không được ăn ảnh cho lắm nha. Nó xoay tứ diện cho mọi người xem luôn, cây rất là đẹp nha mọi người. Nếu mọi người coi clip bên em thấy hay, mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ tiếp cho em nha. Đó, mặt nào đẹp ta, mặt này đẹp. Rồi em để cái mặt này là mặt tiền đi, em sẽ đo thông số chi tiết cho mọi người xem ha. Cây số 1, hoành eo em sẽ đo vị trí nhỏ nhất chỗ này nha mọi người, nhỏ nhất ở chỗ này để cho mọi người hình dung ra cây lớn nhỏ thế nào. Hoành chỗ này em đo nó chỉ có 23 thôi nha mọi người. Em đo vị trí này, có cắn không, có cắn không? Không, chỗ này em đo là 44 nha mọi người, chỗ này em đo nó là 44. Chỗ này em đo nó được 50 nha mọi người. Rồi em sẽ lửng xuống đây, em sẽ đo cái gọi là cái nồi đế của nó. Nồi đế của nó chỗ này là được 96 nha. Cây mai này á dạng như là chủ vườn trồng thời gian lâu đó mọi người, rồi gió thổi này kia dán hơi siêu siêu ra. Tính ra đế sổ của nó thì em sẽ tính từ mặt này xuống chỗ này, từ mặt này xuống tới chỗ này thì nó được khoảng 40 nha, đế sổ 40 nha mọi người. Chiều cao thì em đo từ chỗ này xuống tới ngay trong cái mặt bầu là được 45 nha mọi người, 45. Nó xoay vòng tròn lại mọi người xem, cây mai này rất là đáng để sưu tầm luôn. Nó dài đế trên này xuống nè mọi người, nó sổ xuống dưới nha. Lô mai này em bao bông cho mọi người. Cây này thì dấu hiệu của nó chưa lên xù nha. Trên mình nó thì không, nói chung là không có điểm lỗi nha mọi người, không có sẹo. Cây rất là khá, cây nó độc lắm mọi người. Lâu lâu em mới sưu tầm để được về những cái hàng độc nha. Hiện tại giờ cái đường kính bầu của nó là đang là 45. Cây này mọi người vô chậu 50 cũng được, 45 lọt lòng cũng được nha. Rồi cây này là cây số 1 của ngày hôm nay, em xin báo giá mọi người luôn. Em xin mãn phép Zalo giá bà con cô bác là 14 triệu. Em bao ship toàn quốc Việt Nam. Số điện thoại em 0912256200. Rất mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị nha. Giờ em lên cây số 2 ạ. Dạ rồi, cây này là cây số 2 của ngày hôm nay nha mọi người. Một cây mai dáng bay, đế của nó rất khủng. Thì trước giờ thì em đã lên cái này 2 lần và cũng bể gạch 2 lần luôn nha mọi người. Em không sắp xếp giao được nha. Thì ngày hôm nay thì em sẽ lên cây mai này lại để hy vọng ngày hôm nay sẽ được anh nào có duyên về sở hữu cây này nè. Cây số 2, một cây mai dáng bay, nồi đế của nó rất là khủng nha mọi người. Tuy nó chưa có cốt cành nhưng mà về nhà thì em cũng nói mọi người luôn, tuy em bao bông cho mọi người nhưng mà mọi người về nhà có thể ghép vô để rất là mau chơi nha. Cây mai này là cây số 2 của ngày hôm nay, lấy anh cây thước nè. Cây dáng bay, em sẽ đo hoành cho mọi người xem nha. Hoành em đo vị trí cắn gì ông nội đây, đo vị trí này, vị trí này nó chỉ có 27 thôi nha mọi người, 27 thôi. Tại vì sao ông dài đế nó xuống, nó không, em không có thể nào đo lớn được nha. Còn đế của nó thì nó vừa bàn mà vừa sổ xuống dưới luôn. Em đo từ đây xuống dưới này thì nó được khoảng chừng 21-22 nha. Đường kính bầu thì em đang đo là đo đường kính bầu, như thực sự cây mai này phải vô cái chậu chữ nhật nha. Đường kính bầu của nó là 48-50 mọi người, đường kính bầu của nó 50 đó. Chiều cao của nó hiện tại bây giờ của nó đang là 48. Từ bên này qua bên này thì em đo nó được 90 nha mọi người, 90 đó. Cây mai này về nhà mọi người cân xứng lại cái dàn chậu của nó nha. Dài đế của nó rất là đẹp, tại vì đôi khi có những cái cây mai lên hình nó không được khá mấy nha mọi người. Nè, nó bỏ đều bốn mặt hết luôn, bỏ đều bốn mặt hết luôn. Cây mai này rất là khỏe, đang lên tược nhí 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 rồi. Nó về nhà thì mọi người có thể mời lọt một cái cành ra đây, nó lọt cành à, dựng đọt lên trên, múa cành nhẹ ở đây, lọt theo cành ba này cũng vậy, đi theo nó nha. Ở bên này cũng có một cái cành dạng như là cái cành mình lọt ra bên này chút xíu nè, lọt cái mâm ra bên này nha mọi người. Đó, cây mai đang kéo nhựa và cũng đang lên xì tược rồi. Rồi cây này là cây số 2 của ngày hôm nay, một cây mai dáng bay, em xin mạn phép Zalo giá bà con cô bác là 6.500.000. Em bao ship toàn quốc Việt Nam. Rất mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị em nha. Nếu mọi người có clip bên em thấy hay, mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ tiếp cho em à. Giờ em lên cây số 3.
Dạ rồi, cây này là cây số 3 của ngày hôm nay, vẫn là một cây mai dáng bay nha mọi người, dáng bay. Mọi người cũng có thể cắt lại chơi dạng như là một con thú lết vậy nha mọi người, dạng đế của lết đó. Tại nó có một cái cành bay này ra, nó bắt cái chi thứ hai ra cũng khá cây, em để luôn. Cây mai này dấu hiệu của nó đang lên xù nha mọi người. Nó, những dàn này nhìn ở ngoài nó rất là đẹp. Em để một cái chi ở đây để về nhà mọi người bắt ra luôn nha. Lập mâm ra nè. Nó, trên này mình cũng ra được một lâm. 1 2 3 ăn theo độc chủ, còn trên này hạ xuống dưới. Hạ xuống dưới, lập ra theo cái cành bay nha mọi người. Cây mai này nó rất là hay. Dàn đế của nó không phải là đế bàn. Nó những cái cây mai mà dáng bay gì á, nó có những cái cọng rễ bò xuống dưới á, nó quấu xuống dưới mà nhìn rất là hay, hoành nó không lớn nha mọi người. Nào mọi người nhìn thấy không? Nó bay mà nó có nguyên cái cục ở đây luôn. Nó nguyên cục đeo luôn nè, dạng như là cái lưng của con thú á. Hoành em sẽ đo vị trí này nha mọi người, vị trí này trước đây, trên cái cành một nó chỉ có 20 thôi, còn ở đây em đo ở đây là 30 nha mọi người. Chiều cao của nó hiện tại bây giờ của nó là 55. Em sẽ đo từ cái mặt lưng này xuống dàn đế, lưng này dàn đế của nó là 25, nó đế sổ của nó nha. Còn cái củ đế nó nằm ở đây, không phải củ đế mà hoành đế. Hoành đế này nó được 102. Cái này đường kính bầu thì em chỉ đo cho mọi người coi cân xứng cây lớn nhỏ thôi nha. Đường kính bầu hiện tại bây giờ của nó là đang là 45 nha mọi người. Còn những cái cây mai dáng bay thì mọi người phải vô một cái chậu chữ nhật tầm khoảng chừng 1 mét. Cây mai này vô chậu 1 mét nha mọi người. Cây rất là khá cây, nhìn ở ngoài rất là có duyên luôn. Sợ đôi khi có những cây mai mà mình lên hình nó không được đẹp đó mọi người. Đó chứ những cái cây mai này nhìn ở ngoài, em nói thiệt mọi người, bỏ số tiền ra em hứa hẹn mọi người đáng đồng tiền bát gạo khi mà mọi người đã mua bên em nha. Đó, nó xù nguyên phần này hết nha mọi người, nó xù hết phần này luôn. Đó, mọi người quay gần lại đi, xù hết phần này luôn. Đó, rồi cây này là cây số 3 của ngày hôm nay. Em xin mạn phép giao lưu giá bà con cô bác là 6.800.000. Em bao ship toàn quốc Việt Nam. Rất là cảm ơn mọi người nãy giờ đã theo dõi cái đoạn clip của em trong ngày hôm nay. Hy vọng ngày hôm nay sẽ được cô chú anh chị em ủng hộ em nha. Kính chúc mọi người luôn gặp may mắn thành công trong cuộc sống nha. Xin chào tạm biệt mọi người, hẹn mọi người trong clip ngày mai ạ.